và mời các bạn đến với nghệ nhân đang đắp ở với độ cao 8 tầng, nhà 8 tầng. Đang với một sản phẩm ngói đang tọa lạc ở trên lòng thành phố trung tâm Hải Dương. Đây các bác nhìn thấy này. Đấy, xe cộ đấy ở dưới đường người bé tí này. Đấy. Có hơn một cái đấy, rất là bé. Đấy, người chỉ bằng ngón tay ở dưới, bằng ngón tay người trên luôn. Người đi đường ấy. Đã 8 tầng. Có một khách sạn rất là to. Khách sạn này mang phong cách cổ điển. Đấy, đang ở đoạn nào giữa lòng thành phố. Các bác thấy không? Đấy, xung quanh là những nhà rất là cao. Em mà đứng ở cái tòa nhà này quay nó cũng ngang tầm với những nhà gần ngang tầm với những nhà cao nhất này. Chào xe, like, subscribe, ủng hộ nhé. Follow, mà các bác mà quý kênh của chúng em cho mình một follow.
xanh màu dĩ quanh. Dính này. Cái này nó đơn giản quá, nhìn quen cũng chẳng có gì. Thế thì chưa. Cái đoạn xoa mép này cắt nét đi chắc xuống dưới nhé. Cao vẫn có video kinh sợ hai cái nào quay được cả những chiêu veo chia sẻ này nhé. Thôi cắt miếng mấy hoàn này, cắt miếng mấy hoàn này, cắt luôn.